Bạn đã bao giờ muốn tham gia vào một cuộc đua chưa? Chà, thế đua bằng máy bay chở khách thì sao? Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây không hẳn là một cuộc đua, nhưng xét trong hoàn cảnh đó thì cũng gần như vậy. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1988, bạn có nghe thấy tiếng chuông Giáng sinh chưa? Một chiếc máy bay chở khách đi từ Kaliningrad, Nga đến Odessa, Ukraine đang chuẩn bị hạ cánh ở sân bay tại điểm đến. Năm mới ở Nga thì được coi là sự kiện lớn, lớn hơn cả Giáng sinh nữa. Đó có thể là nguyên nhân cho chuyện đã xảy ra với chuyến bay TU-134. Chúng ta đều là con người mà. Dự báo thời tiết hôm đó không tốt lành gì cho lắm. Trời u ám và có bão với gió mạnh, tầm nhìn ngắn và mây bay thấp. Cả phi hành đoàn đều biết vậy vì họ đã được cảnh báo trước về điều kiện thời tiết. Tất cả hệ thống đều hoạt động tốt. Máy bay sắp bay tới đích và thậm chí cơn bão cũng không thể làm hỏng tâm trạng của 76 hành khách cộng với phi hành đoàn. Vấn đề chỉ bắt đầu khi đội kiểm soát không lưu ở Odessa cho phép máy bay hạ cánh. Các phi công bắt đầu chuẩn bị, nhưng đây cũng chính là lúc mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Tốc độ của máy bay khi hạ cánh vẫn còn quá cao, khoảng 600 km/h. Các phi công đã nhận được tin nhắn cảnh báo đầu tiên ở độ cao 7.500m, nhưng phi hành đoàn đã cố tình bỏ qua nó. Sau này mới biết, hóa ra phi công đầu tiên đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Và dù sao anh ta vẫn có thể hạ cánh máy bay. Thông báo tốc độ quá cao đã được lặp lại hai lần sau đó, ở độ cao 4.400m và 3.000m. Cả hai tin nhắn này cũng bị bỏ qua luôn. Không ai biết động cơ của phi hành đoàn hồi đó là gì, nhưng tình hình đang dần trở nên tồi tệ hơn. Khi họ còn cách sân bay 70 km, kiểm soát không lưu cuối cùng đã cho phép máy bay hạ cánh. Và tại đó, một phán đoán sai lầm khác xuất hiện. Các phi công quyết định bay thẳng ra đường băng, bất chấp tốc độ cao. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Tốc độ của máy bay đang khoảng 450 km/h, nhanh hơn nhiều so với tốc độ hạ cánh được đề xuất và an toàn là 330 km/h. Máy bay đang bay nhanh như tên bắn, tiếp cận đường băng với bánh xe đã hạ xuống và sẵn sàng đáp. Tuy nhiên, điều đó cũng vi phạm tất cả các hướng dẫn an toàn, bởi vì thiết bị hạ cánh chỉ có thể chịu được áp lực ở tốc độ như vậy thôi. Họ có thể đã tan tành bụi sao rồi, nếu bạn hiểu ý tôi. Dù sao, điều ngạc nhiên nhất về tình huống này là những chuyện đó hoàn toàn không gây ra cảnh hỗn loạn nào trên máy bay. Mọi thứ đều hoạt động rất tốt, không có tín hiệu khẩn cấp nào, chính xác là mọi thứ không có gì sai, trừ các quyết định của phi hành đoàn. Các phi công đã vi phạm toàn bộ hướng dẫn của kiểm soát không lưu, bỏ qua các cảnh báo an toàn và đưa ra mệnh lệnh cho phi hành đoàn trái ngược với mọi biện pháp phòng ngừa an toàn khi bay. Vẫn còn đáng phẫn nộ hơn nữa, phi hành đoàn thậm chí chẳng buồn tranh luận với cơ trưởng, cứ mù quáng làm theo mệnh lệnh của anh ta. Về cơ bản, sự việc này xảy ra hoàn toàn là do sự tắc trách. Một lần nữa, các phi công lại tắt cảnh báo tốc độ quá cao và hướng máy bay về phía đường băng. Với tốc độ 415 km/h, chiếc máy bay suýt thì đâm xuống bãi đáp và chạy thẳng về phía trước mà không dừng lại. Động cơ máy bay lúc này đang chạy ngược và điều đó không thực sự hiệu quả ở tốc độ như vậy. Nhưng cuối cùng, nó cũng giúp máy bay dừng lại trước khi có điều tồi tệ xảy ra. Máy bay đã lao vun vút trên đường băng và tiến vào khu vực an toàn cuối cùng, chỉ dừng lại khi cách khu đất hoang 1,5 mét. Kết quả là không ai bị thương, nhưng đó đơn thuần là may mắn. Việc hạ cánh không suôn sẻ chút nào, còn hành khách thì hoảng loạn. Nhưng may mắn thay, cuối cùng mọi thứ cũng ổn. Trên thực tế, hậu quả duy nhất là chiếc máy bay này đã lập kỷ lục về tốc độ hạ cánh mà chưa có máy bay chở khách nào phá được. Chà, một thành tích không đáng tự hào lắm, nhưng vẫn là thành tích. Bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận nhé! Dĩ nhiên là các phi công và phi hành đoàn đã bị khiển trách vì những việc mà họ đã làm. Không có một lý do nào có thể hợp lý hóa hành động đó. Và các quyết định được đưa ra trên máy bay là sai hoàn toàn trên mọi phương diện. Đối với chiếc máy bay, nó vẫn tiếp tục bay với các hãng hàng không khác trong nhiều năm nữa. Dù sao thì nó cũng là một chiếc máy bay tốt và sự cố này không phải là lỗi của nó. Tuy nhiên, sự cố của máy bay TU-134 không phải là duy nhất và đó cũng không phải là sự kiện hoành tráng nhất. Ví dụ, có một chiếc Boeing 737 đã lao qua đường băng và dừng lại trên một con đường đông đúc. Điều này xảy ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2000.
chuyến bay 1455 đi từ Las Vegas, Nevada đến Burbank, California chậm hơn 2 giờ so với lịch trình vì điều kiện thời tiết. Nghe có vẻ quen phải không? Chà, ít nhất thì nó đã không bay qua cơn bão mà chỉ đơn giản là bị trễ và cất cánh muộn hơn khi trời quang mây tạnh. Chuyến bay đã không gặp sự cố nào, nhưng khi máy bay đến gần sân bay Burbank, kiểm soát không lưu đã hướng dẫn các phi công giữ tốc độ 430 km/h trở lên cho đến khi có thông báo mới. Hãy để ý mệnh lệnh đó nhé, vì đó chính là điểm quan trọng của vụ việc. Cơ trưởng đã ghi nhận các hướng dẫn và làm theo y hệt. Chà, ai có thể trách anh ta vì điều đó phải không? Chỉ đơn giản là tuân lệnh thôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã sai lầm đến mức anh ta không thể giải thích cho hành động của mình. Khi chuyến bay được phép bay xuống tới độ cao 910m để tiếp tục hạ cánh, nó vẫn duy trì tốc độ bay như trên. Tôi sẽ giải thích thêm, khi kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh, điều đó sẽ tự động hủy toàn bộ các hướng dẫn có liên quan tới tốc độ được đưa ra trước đó. Và như thế là hợp lý. Như chúng ta đã biết từ câu chuyện trước, nếu một chiếc máy bay vượt quá giới hạn tốc độ hạ cánh, nó sẽ có kết cục rất rất tệ. Cả cơ trưởng và phi công đầu tiên đều biết các quy tắc, nhưng có điều gì đó đã ngăn họ làm theo. Khi không nhận được mệnh lệnh giảm tốc độ, họ đã tiếp tục thực hiện việc hạ cánh với tốc độ mà họ duy trì nãy giờ. Tốc độ an toàn tối đa để hạ cánh trên đường băng đang thấp hơn tốc độ của chiếc Boeing này tới 97 km/h. Hơn nữa, vì một lý do nào đó, cơ trưởng đã điều khiển cho máy bay hạ cánh ở góc trích hơn mức độ được phép, tăng thêm phần nguy hiểm. Phi công đã nhận ra điều này và hỏi cơ trưởng rằng anh ta đang làm gì vậy và tại sao lại thế? Câu trả lời duy nhất mà anh ta nhận được là không sao đâu. Trong lúc đó, đèn cảnh báo đang nhấp nháy khắp khoang lái, nhưng cả hai đều lờ chúng đi. Theo quy trình chuẩn, nếu điều kiện hạ cánh an toàn không được đáp ứng, máy bay sẽ phải bay vòng quanh. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu có gì đó không ổn và máy bay không thể hạ cánh an toàn, các phi công phải bay lên một lần nữa và bay một vòng khác quanh sân bay. Trong trường hợp của chuyến bay 1455, điều không ổn nhất chính là tốc độ. Chà, có lẽ bạn cũng đoán được, cơ trưởng không hề cho máy bay bay vòng quanh. Sau đó, anh ta thậm chí còn không thể giải thích được tại sao. Về phần của anh phi công, anh ta nói rằng anh ta biết họ sẽ không thể hạ cánh an toàn, nhưng vẫn tin là cơ trưởng đang tìm cách để tránh tai nạn. Dù sao, bất chấp tiếng la hét của kiểm soát không lưu và đèn cảnh báo nhấp nháy, họ đã hướng máy bay về phía đường băng và hạ cánh. Máy bay đã hạ cánh xuống đường băng với tốc độ vượt quá mức tối đa được phép và chạy xa 200m so với đường giới hạn hạ cánh. Đường băng thì ướt nên nó chẳng giúp ích gì cho các phi công tội nghiệp cả. Họ đã cho động cơ chạy ngược và dùng phanh tay nhưng vẫn chưa đủ để dừng chiếc máy bay lại trước khi hết đường. Cuối cùng, chiếc máy bay đã đâm vào hàng rào kim loại và tường sân bay, xé toạc cả hai. Và cuối cùng dừng lại ngay giữa Hollywood Way, một con đường với 4 làn xe tấp nập. Mũi máy bay bị vỡ, bánh trước bị rách toạc. Nhưng bên trong không bị hư hại nhiều. Một trong số các cầu trượt bằng khí đã bị phồng lên bên trong máy bay và làm hai tiếp viên bị kẹt. Nhưng ngoài ra thì không có ai bị thương nghiêm trọng. Và điều đó thật sự là phép màu. Tại sao à? Bởi vì máy bay đã dừng lại ngay cạnh một trạm xăng. Chỉ cần tiến lên thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ có cháy hoặc thậm chí là nổ và sẽ có nhiều thương vong. Nhưng nó đã dừng lại trong tiếng la hét, không có gì bị cháy và không ai bị thương nghiêm trọng. Kết thúc có hậu, nhưng lòng tự tôn của cơ trưởng thì không. Trong đoạn ghi âm của buồng lái, ta có thể nghe rõ vài phút sau vụ tai nạn, cơ trưởng nói rằng thế là tiêu tan sự nghiệp rồi. Rất tiếc, anh đã nói đúng. Vài tháng sau, cả cơ trưởng lẫn phi công của chuyến bay 1455 đều bị sa thải vì tai nạn này. Còn chiếc máy bay đã bị hư hại nặng nề và sau này trở thành sắt vụn. Đáng buồn thật, nhưng mọi người vẫn còn sống và đó mới là chuyện quan trọng. Các phi công vẫn thường nói, hạ cánh mà còn sống trở về là thành công rồi. Vậy đó. Vậy các bạn có biết câu chuyện nào khác về sự cố máy bay không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu hôm nay bạn đã học được điều gì mới mẻ, hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Nhưng này, đừng rời đi vội. Chúng tôi còn rất nhiều video thú vị khác để bạn thưởng thức. Bạn chỉ cần chọn video bên trái hoặc bên phải, nhấp vào theo dõi thôi.
hãy luôn ủng hộ kênh Soi Sáng nhé.